Hello các bạn, welcome to Nails Life with Catherine. Chúng ta đi tiếp loạt bài giao tiếp cho các dịch vụ móng tay. Clip trước, mình đã học qua các câu giao tiếp với khách khi muốn mời nước uống. Nếu các bạn chưa xem clip trước, thì tìm xem trong playlist manicure hoặc là powder nhé. Hoặc nếu các bạn muốn biết khi mình có clip mới, thì các bạn có thể subscribe và nhấn chuông đăng ký thì sẽ nhận được thông báo nhé. Mình cũng muốn hệ thống lại để các bạn dễ sử dụng kênh của mình. Mình có hai cái playlist, có nghĩa là hai cái album á. Một là các video mình xếp theo loại dịch vụ như tiếng Anh cho dịch vụ làm tay, như manicure hoặc powder. Tiếng Anh cho dịch vụ làm chân, pedicure. Tiếng Anh cho dịch vụ waxing. Tiếng Anh cho dịch vụ nối mì. Tiếng Anh cho dịch vụ massage, vân vân. Đó là các dịch vụ mà mình xếp theo thứ tự trong cái playlist của mình. Cái loại playlist thứ hai là các chủ đề khác như Q&A, giải đáp thắc mắc, cũng soạn theo chủ đề. Hành trang cho người làm nails, playlist này hướng dẫn những kỹ thuật căn bản nhất hoặc thông tin căn bản nhất cho người mới bắt đầu. Album từ vựng ngành nails. Album này gồm có các clip, cách phát âm các chữ quan trọng mà bạn cần phải biết. Album cách xử lý tình huống. Mình nghĩ album này thì đa số dành cho các bạn làm chủ. Đó là hai cái playlist mà mình có. Thì trong mỗi cái playlist này có một đống cái album theo chủ đề. Thứ nhất là các video sắp xếp theo loại dịch vụ, thì các bạn kiếm theo nhu cầu của mình thì nó rất là dễ ra bài học và các bạn học được hệ thống hơn rất là nhiều nhé. Clip này mình sẽ hướng dẫn các câu quan trọng chúng ta cần phải biết và hỏi trước khi bắt đầu làm khách. Thì trước khi làm cho khách, mình phải biết chắc chắn cái dịch vụ mà khách muốn, phải không? Bạn đâu có muốn mình làm lộn service, khách không vui mà mình lại không có tiền. Cho nên việc xác nhận lại loại service, có nghĩa là loại dịch vụ đó, rất quan trọng. Clip này mình chỉ hướng dẫn các câu cho dịch vụ tay nước, có nghĩa là manicure và gel thôi nhé. Các câu cho bột thì các bạn có thể tìm trong album powder nhé. Vậy trước nhất mình phải muốn xác nhận lại với khách các loại service, có nghĩa là dịch vụ mà khách muốn. Ví dụ khách muốn làm móng tay thường thì mình sẽ hỏi: bạn muốn làm móng tay thường phải không? You want a regular manicure, correct? Hoặc là you want a regular manicure, right? You want, bạn muốn a regular manicure, móng tay thường, dịch vụ móng tay thường. Right hoặc correct mà lên giọng có nghĩa là phải không? Có đúng không? You want a regular manicure, right? You want a regular manicure, right? Hoặc là correct, 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 correct. You want a regular manicure, correct? 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 Bạn muốn làm tay gel có đúng vậy không? You want a gel manicure, right? You want a gel manicure, right? You want a gel manicure, right? Các bạn nhớ right hoặc là correct cũng được, mình nhớ lên giọng cuối câu nhé. You want a gel manicure, right? 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 Khách sẽ trả lời yes. Nếu không thì mình phải xác định lại. Vậy bạn muốn dịch vụ gì cho móng tay? What service would you like to get for your nails? What service, loại dịch vụ nào? Dịch vụ nào? Would you like, bạn muốn? To get là nhận được, làm.
For your nails, cho móng tay của mình. What service? What service? Service. 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 Would you like to get for your nails? What service would you like to get for your nails? What service would you like to get for your nails? What service would you like to get for your nails? What service would you like to get for your nails? Sau khi khách đã quyết định service, thì mình muốn xác nhận cái gì? Mình xác nhận màu sắc phải không? Màu sắc tiếng Anh là gì? Color. 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 Có nhiều người đọc là color, color, không đúng. Color. Color. Câu hỏi để xác nhận màu sắc. You want this color, correct? You want this color, right? You want, bạn muốn, this color, màu này, correct, hoặc là right, đúng không? You want this color, correct? You want this color, right? You want this color, right? You want this color, correct? And you want this color, correct? And là và. Cái chữ này chỉ là một cái từ nối giữa cái câu trước là bạn muốn làm tay phải không? Và đây là cái màu bạn muốn phải không? Đó, chữ và này không có cần thiết nha. And you want this color, correct? Các bạn để ý, khi mình chưa biết khách muốn gì thì mình hỏi khác nha. Hỏi màu thì là what color do you want? What color do you want? Hoặc là what color would you like? What color là màu gì? Do you want là bạn muốn? Là câu hỏi do you want? Hoặc là would you like là bạn muốn như thế nào mà theo cái cách mà lịch sự hơn. What color do you want? Khi mà mình chưa biết khách muốn màu gì thì mình sẽ hỏi là what color do you want? Hoặc là would you like? Khi mình đã biết khách muốn màu gì rồi mà mình muốn xác nhận lại thì mình sẽ nói you want this color, correct? You want this color, right? Mình không có dùng what nữa, mình dùng câu khẳng định you want this color và thêm correct hoặc là right để cho nó trở thành câu hỏi mà không cần phải đảo lộn thứ tự hoặc động từ ra trước. Và nhớ lên giọng ở cái chữ correct hoặc là right. You want this color, right? Khách có thể trả lời một màu nào đó, hoặc là nếu là sơn Pháp, sơn French, thì khách nói I would like French, please. I would like là tôi muốn. French là cách gọi ngắn, chỉ cái kiểu sơn Pháp, sơn trắng và hồng đó. Please, làm ơn, cách nói lịch sự. I would like French, please. I would like French, please. Cách nói thứ hai, khách có thể nói I'll go with French. I'll go with French. I'll go. Hoặc là I will go. Đọc nhanh là I'll go. I'll go with French. I'll go with French. I'll go with French. I'll go with French. Tôi sẽ làm French. I'll go with French. I'll go with là giống như là tôi chọn French. I'll go with French. I'll go with French. I'll go with French. Hoặc là I would like French, please. I would like French, please. I'll go with French. Bây giờ mình sẽ đi qua lại tất cả những điều chúng ta mới học nhé. Các bạn nhớ trả lời khi mà mình hỏi. Và nhớ kiểm tra lại coi thử mình đúng được bao nhiêu câu nhé.
Khi đã mời khách uống nước hoặc là trước khi bắt đầu dịch vụ thì chúng ta cần biết điều gì quan trọng nào? Xác nhận loại service đúng không? Vậy câu xác nhận của dịch vụ tay thường là gì? Câu xác nhận cho dịch vụ tay thường là gì? You want a regular manicure, correct? You want a regular manicure, correct? Câu xác nhận cho dịch vụ tay gel là gì? You want a gel manicure, right? You want a gel manicure, right? Câu hỏi, hỏi nha, không phải câu xác nhận. Hỏi như là mình chưa biết vậy đó. Câu hỏi để biết dịch vụ khách cần là gì? Loại dịch vụ gì mà khách cần? Loại dịch vụ là chữ gì? What service? Bạn muốn, câu hỏi bạn muốn, would you like to get? Would you like to get, nhận được. For your nails, what service would you like to get for your nails? Hoặc là what service would you like? Khi đã biết dịch vụ mà khách muốn, mình muốn xác nhận cái gì tiếp theo nào? Màu phải không? Khi biết được khách muốn làm tay gì rồi, mình sẽ hỏi khách muốn màu gì. Thì câu xác nhận màu mình sẽ nói như thế nào? Màu là chữ gì? Color. Câu xác nhận cho màu. You want this color, right? You want this color, right? Nếu chúng ta hỏi khách muốn màu gì thì sao? Chúng ta nói như thế nào? Câu hỏi nha. What color do you want? What color do you want? What color would you like? What color would you like? Vậy là chúng ta đã biết một số câu để xác định dịch vụ và màu sắc rồi đó. Video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn các câu tiếng Anh xác định độ dài và shape nhé. Các bạn đón xem nhé. Chúc các bạn học tốt. Bye bye!